Hi, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của My ngày hôm nay. Thì hôm nay My sẽ review và so sánh hai em xe côn tay rất là được ưa chuộng ở giới trẻ. Đấy là Satria và Rider. Ok, như các bạn thấy ở đây thì My có một em Satria đã độ lên màu trắng hồng phối cùng với tem đen, rất là bắt mắt. Dòng Satria này bên mình đang có giá là 55 triệu. Giá xe đã giảm rất là mạnh rồi, 55 triệu thôi, chỉ 55 triệu đã bao gồm thuế VAT cho mình luôn. Nếu mà các bạn làm biển số ở khu vực nào thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với My. Đặc biệt là khi các bạn liên hệ trước với My trước khi đến cửa hàng thì các bạn sẽ được giảm vào giá xe trực tiếp 1 triệu, tặng quà lên đến 2 triệu đồng. Các bạn nhớ nhá. Với dòng Satria này thì các bạn chỉ cần trả trước giúp My 5 triệu đồng, có căn cước công dân là My đã có thể lên thủ tục hồ sơ cho các bạn ngay rồi. Rồi, bên cạnh My đây thì là có một em Rider này. Rider này là màu đỏ, người ta hay gọi là đỏ bã trầu đúng không ạ? Dòng Rider này thì có giá mềm hơn rất là nhiều so với Satria. Dòng Rider này bên mình chỉ có giá là 48 triệu thôi, 48 triệu giá đã bao gồm thuế VAT rồi. Rider này thì bên mình có đầy đủ màu cho các bạn luôn. Ngoài ra thì có màu xanh đen cam này, màu đỏ đen và màu đen đỏ nữa. Như các bạn thấy ở đây thì cái điểm khác biệt giữa Rider và Satria thì cái công suất của máy thì không khác biệt nhau nhiều. Tuy nhiên về ngoại hình ở đây các bạn thấy ạ, Rider thì người ta để xi nhan ở bên ngoài, còn Satria thì đã tích hợp xi nhan vào đèn xa này luôn, thì trông nó khá là ngầu hơn. Để My dẫn các bạn đi xem thêm một số những cái màu Satria bên mình đã độ lên. Ở đây thì My có Satria đã độ lên màu trắng vàng. Màu trắng vàng này thì các bạn trẻ rất là ưa chuộng. Xe này là đã có khách ở bên My đặt xe rồi. Thì những bạn nào mà yêu thích những cái màu độ như là màu hồng, màu trắng hay là màu xanh gì đấy, đỏ candy hay gì, thì các bạn cứ gửi hình qua Zalo giúp My. Thì My sẽ lên màu 100% giống y hình cho các bạn, bao đổi màu giấy tờ cả vẹn luôn. Với những màu này thì các bạn chỉ cần cộng thêm giúp My từ 1 triệu thôi thì My đã đổi màu cả vẹn cho các bạn vô tư. Với cái giá như hiện nay 48 triệu, Rider đã bao gồm thuế VAT, 55 triệu cho Satria cũng đã bao gồm thuế VAT. Đây là dòng Satria nhập khẩu nha các bạn. Thì các bạn sẽ chọn dòng xe nào đây? Đều là dòng xe côn tay thể thao. Các bạn hãy cho My ý kiến và cảm nhận của các bạn ở dưới comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.